Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu túi để bao lì xì hình ông thần tài xinh xắn như thế này ha Đây là mặt sau nè Và đây là mặt trước Mẫu này thì mình có làm dây đeo cho bé đeo hoặc là các bạn cũng có thể tăng giảm size cho cả người lớn ha Phía sau nè phần thân túi thì mình có thể để điện thoại hoặc là bao lì xì hoặc là một số phụ kiện cá nhân vào bên trong ha Ta có một cái nút cài các bạn có thể cài lại nè mình sẽ sử dụng len miêu cốt tông 125g và kim 2,5mm Đầu tiên thì các bạn cần tạo cho mình một nút Móc và kéo len qua vòng tròn Sau đó dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút Khi đã có được một nút rồi, tùy vào cái bề ngang phần thân túi mà các bạn cần Các bạn sẽ móc lên cho mình cái xích bằng với cái bề ngang đó ha Đối với mẫu này mình móc để bao lì xì cho nên mình sẽ móc lên tổng cộng là 20 mũi móc xích Và đây cũng là điểm cân tăng size đầu tiên ha tùy vào sở thích mà các bạn sẽ móc cho mình lên kích thước phù hợp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau khi có được 20 mũi móc xích tạo độ rộng cho phần thân túi, móc lên 3 mũi móc xích. Sau đó cái chân thứ 20 đó các bạn móc cho mình 3 mũi kép đơn vào đó. Kép đơn đầu tiên, mũi kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba sau đó các chân nằm chính giữa thì mỗi chân cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha, móc tương tự cho đến cuối hàng. Mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Sau khi đã móc được đến cuối hàng móc rồi thì ở chân móc cuối cùng, các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc cuối cùng 7 mũi kép đơn ha. Vào luôn chân móc cuối cùng nè. Mũi kép đơn đầu tiên. Kép đơn thứ hai vào cùng chân móc. Kép đơn thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Mũi kép đơn thứ sáu. Và mũi kép đơn thứ bảy. Sau khi hoàn tất được 7 mũi kép đơn vào cái chân móc cuối cùng rồi thì mình di chuyển kim ngược lại về các chân bên này. Mỗi chân cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc cho đến chân cuối cùng ha. Khi móc thì nhớ giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Sau khi móc được đến cái chân cuối cùng rồi thì chân cuối cùng cũng là chân đầu tiên mà ta móc 3 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Thì được 3 mũi rồi các bạn tiếp tục móc cho mình vào chân cuối cùng đó thêm 3 mũi kép đơn nữa. Kép đơn thứ nhất nè, cũng vào chân móc cuối cùng đó luôn ha. Kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba. Để hai bên nó cân bằng nhau nè, bên này mình có 7 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Thì ở đây mình có 3 mũi đầu tiên và 3 mũi cuối cùng, cộng lại là 6 mũi rồi thì ban đầu mình có gây nên 3 mũi móc xích á. 3 mũi móc xích đó sẽ được tính là một mũi móc ha. Để kết thúc cái hàng này các bạn đâm kim cho mình vào chân của mũi xích thứ ba tính từ dưới lên, tức là cái mũi móc xích sát bên cái chân của mũi kép đơn này nè. Móc vào đó cho mình một mũi dời để ta kết thúc hàng ha. Như vậy là ở đây mình cũng đã có tổng cộng là 7 mũi bằng với 7 mũi của cái cụm đầu tiên rồi ha. Để không có bị điểm g khi mình kết thúc mỗi hàng móc khi kết thúc mỗi cái bông này, các bạn sẽ kéo cho mình sợi len dài lên. Sau đó mình sẽ guốt lại cho cái mũi giờ này nhỏ lại để nó không bị điểm g. Sau đó từ đây lên ba mũi móc xích. Ba mũi này được tính là một mũi móc rồi nè. Chắc nữa mình kết thúc sẽ đâm kim vào chân xích thứ ba ha. Sau đó tiếp tục chân đầu tiên của cái hàng móc này, các bạn sẽ giống cho mình thẳng hàng với cái chân của mũi kép đơn đầu tiên. Đây. Đây là cái mũi kép đơn đầu tiên nè. 3 mũi xích này với cái mũi mà mình móc mũi dời là một rồi ha Thân của mũi kép đơn thì chân móc nó nằm ở trên đầu nè Móc cho mình mũi kép đơn Lúc này cái phần thân túi của mình nó đã có cái độ rộng vừa phải rồi Hàng tiếp theo mình sẽ không cần phải tăng mũi Mà các bạn cứ móc đều Mỗi chân là một mũi kép đơn và mỗi chân móc ha Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng Khi mình móc đến đầu còn lại á, mình có 7 mũi kép đơn và cùng một chân móc thì các bạn cũng móc đều, mỗi chân là một mũi kép đơn chứ không cần phải tăng mũi nữa ha. Mình sẽ móc tương tự cho đến cuối hàng nè. Sau khi đã móc được đến cuối hàng móc rồi, ta sẽ đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên của ba mũi mình gây nên đầu tiên. Móc vào đó một mũi giờ để mình kết thúc hàng. vào cái chân của cái mũi xích thứ ba ha tính từ dưới lên một mũi dời nè sau đó kéo cái sợi len dài ra và guốc lại cho mũi dời của mình nhỏ lại ta hoàn tất được hàng thứ hai đến hàng móc thứ ba móc lên ba mũi móc xích sau đó mình sẽ làm tương tự giống như các cái hàng móc mà mình vừa móc lúc này phần thân túi của mình nó sẽ có cái độ cao lên rồi nè móc cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như hàng móc thứ hai chân đầu tiên sẽ là cái chân nằm trên đầu của cái mũi kép đơn đầu tiên á đây, mũi kép đơn nè. Thì chân móc của nó sẽ là cái chân này. Móc vào đó mũi kép đơn. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Cứ mỗi chân mình sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn cứ móc tương tự như vậy cho mình cho đến cuối hàng. Sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Cho đến khi cái phần thân túi của mình nó đạt được đủ cái độ cao như các bạn mong muốn ha. Và các bạn nên nhớ cho mình là khi mình kết thúc hàng á, để không bị điểm G nhớ guốc lại cho cái mũi giờ nhỏ lại nhé Móc thêm nhiều hàng móc tương tự cho đến khi đạt được chiều cao nhất định. Sau khi đã hoàn tất cho mình được chiều cao của phần thân túi rồi nè, tùy vào cái các bạn sử dụng mà các bạn sẽ tăng cho mình chiều cao phù hợp ha. Đây là điểm tăng thứ hai. Thì lúc này cái điểm kết thúc của mình nó sẽ nằm ở một bên thân hông của thân túi. Các bạn sẽ móc cho mình từ đây lên một dây móc xích có đủ cái độ dài để mình có thể đeo quanh người ha. Mình móc cho bé nên mình sẽ móc lên một dây móc xích tầm khoảng 130 cho đến 150 mũi móc xích ha. Khi đã hoàn tất được độ dài của sợi dây rồi nè. Đây, nối lại qua cái bên thân hông còn lại ta sẽ tạo được cái độ rộng như thế này để mình có thể đeo vào trong thân người. Thì đến điểm kết thúc các bạn gặp cho mình cái phần thân túi lại. Mình có thể đếm cho cái số mũi móc đó bằng nhau cũng được Hoặc là các bạn có thể canh cho mình Nó nằm ở một bên hông đối diện ha Mình sẽ móc vào cái thân hông bên đó một mũi dời Lúc này để tạo được cái khoảng cài nút cho cái phần miệng túi của mình nó được khóa lại á Các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi dời vào mỗi chân móc Cho đến khi mình đạt được một nửa Một nửa khi một nửa của phần miệng túi khi mà mình đặt nằm ngang ha Đến điểm nằm chính giữa rồi thì từ đây móc lên một dây móc xích cho nó có đủ cái độ rộng khi mình gặp lại Mình có thể đeo qua cái phần nút mà các bạn sử dụng ha Tùy vào kích thước nút mà các bạn có thể tăng giảm cho mình cái kích thước này phù hợp Mình sẽ móc lên tổng cộng là 5 mũi móc xích Sau đó các bạn đâm kim vào cái chân của cái mũi kế bên Móc vào đó một mũi dời để mình tiếp tục móc cái phần viền cho miệng túi ha Và cái chân móc kế bên một mũi dời nè Sau đó cứ lần lượt làm tương tự cho các chân còn lại mỗi chân cứ móc một mũi dời. Các bạn có thể sử dụng mũi dời mình móc nẹp một bên cũng được, hoặc mình sẽ móc nẹp toàn bộ cái phần miệng túi để khi mà mình sử dụng lau dài phần miệng túi của mình nó không có bị rộng ha. Móc tương tự cho mình cho đến đầu này cũng được nè, hoặc là mình có thể móc hết xung quanh phần miệng túi. Mình sẽ hoàn tất được phần thân túi như thế này ha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần mặt cho ông thần tài. Đầu tiên thì cần tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Đối với cái phần đầu của ông thần tài á thì các bạn sẽ móc lên cho mình cái xích đầu tiên bằng với cái kích thước của cái phần đáy túi. Ở đây mình sẽ móc lên là 20 mũi móc xích. Sau khi hoàn tất được dây móc xích rồi móc lên một xích và tiếp tục ở cái chân đầu tiên móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Mình sẽ sử dụng mũi móc đơn để móc cho phần đầu ha. Được hai mũi móc đơn vào chân đầu tiên, các chân còn lại mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình cho đến chân cuối cùng. Sau khi móc đến cuối thì ở cái chân cuối cùng các bạn sẽ móc cho mình vào đó 3 mũi móc đơn luôn. Móc đơn đầu tiên nè, cũng vào cùng chân móc luôn ha. Móc đơn thứ hai và móc đơn thứ ba. Sau đó mình sẽ tiếp tục di chuyển kim đến các chân móc kế bên, mỗi chân móc một mũi đơn. Và nhớ khi móc dấu sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải dấu len nhiều ha. Cứ mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Móc đến cuối hàng rồi thì chân móc cuối cùng cũng là chân đầu tiên mà ta bắt đầu móc. Mình móc hai mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi thì tiếp tục móc thêm một mũi vào chân đó. Để ta có được 3 mũi móc đơn vào cùng cái chân móc cuối cùng. Như vậy là ở đây mình có 3 mũi nè. 3 mũi này bằng với kích thước của cái đầu bên kia rồi ha. tam kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích. Đến cái hàng móc thứ hai thì hàng móc thứ hai mình sẽ tăng mũi để cho cái phần thân của mình nó có cái độ rộng ra hơn nè. Khi kết thúc mỗi hàng móc thì nhớ kéo dài sợi len sau đó gút lại để mũi dời của mình nhỏ lại. Hàng thứ hai, ở hàng thứ nhất ban đầu mình có hai mũi móc đơn cùng chân móc thì hai mũi móc đơn cùng chân móc đó các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng chân móc chân đầu tiên là hai mũi móc đơn móc đơn đầu tiên và móc đơn thứ hai chân thứ hai cũng làm tương tự hai mũi móc đơn cùng chân móc một và hai sau đó các chân nằm chính giữa mỗi chân cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha các bạn sẽ móc cho mình cho đến cái đầu còn lại Sau khi móc đến cho mình cái đầu còn lại nè, thì đầu còn lại mình móc 3 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Thì ở ba cái chân đó các bạn cũng móc cho mình mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng chân móc, giống như hai chân đầu tiên ha. Thì chân đầu tiên của ba mũi đó móc hai mũi móc đơn cùng chân móc nè. Tương tự cho chân thứ hai cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Và chân thứ ba cũng là chân cuối cùng của ba mũi mình móc vào cùng chân đó, móc vào hai mũi móc đơn như vậy là ở đây mình sẽ có ba lần liên tiếp móc mỗi chân là hai mũi móc đơn ha. Các chân còn lại thì mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng chưa cho mình chân móc cuối cùng. Sau khi móc đến cuối hàng thì ở chân cuối cùng là cái chân mà mình thêm để đủ ba mũi ở đầu này bằng với ba mũi đầu bên này ha. Thì chân đó cũng móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. 1 và 2. Như vậy là ở đầu này mình cũng có được 3 lần liên tiếp có hai mũi cung chân móc ha. Móc vào chân đầu tiên một mũi dời, sau đó rút lại cho mũi dời nhỏ lại. Móc lên một xích. Ở hai đầu hai bên mỗi bên mình đã có tổng cộng là 6 mũi rồi. Thì bây giờ giống như là cái phần thân túi mình có 7 mũi ở hai đầu. Thì bây giờ các bạn sẽ thêm cho mình một mũi nữa. Hàng thứ ba này các bạn móc cho mình chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc sau khi đã có cho mình được một cụm như thế này, ta sẽ tạm gọi đây là một cụm ha. Một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc là một cụm nè. Sau khi đã có được một cụm rồi thì các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Móc cho mình cho đến đầu còn lại. Ở đây để ý cho mình nè, đầu còn lại của mình sẽ có 3 lần có hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Thì các bạn sẽ móc các cái mũi móc đơn cho đến cái cụm thứ hai tức là hai mũi móc đơn cùng chân móc thứ hai của ba mũi đó nha. Hoàn tất cho mình được các mũi móc đơn rồi, cho đến cái chân móc kế tiếp nè. Ở đây mình có hai mũi móc đơn cùng chân móc thứ nhất. Hai mũi móc đơn cùng chân móc thứ hai. Thì hai mũi móc đơn cùng chân móc lần thứ hai này nè, mình sẽ móc một cụm tương tự như cụm đầu tiên mà các bạn móc, tức là một mũi móc đơn vào cái chân móc này, sau đó hai mũi móc đơn vào chân móc kế tiếp. Như vậy là ở đây mình sẽ có được một cụm ha. Đây, tương tự như cụm đầu tiên của hàng móc này. Thì tiếp tục các chân còn lại, mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho đến cuối. Sau khi đã móc được đến cuối hàng thì kết thúc đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời và nhớ rút lại cho mũi dời nhỏ lại. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Lúc này ở cái hàng móc thứ ba này nó sẽ có tổng số mũi móc bằng với số mũi móc của cái phần thân túi. Và nó đã có được một cái độ rộng như thế này rồi Thì các hàng móc kế tiếp không cần phải tăng mũi cho mình nữa Cứ móc đều mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng Sau đó thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa Cho đến khi mình đạt được cái độ cao của cái phần đầu âm thân tai ha Ở đây mình đã móc lên tổng cộng là 12 hàng móc cho cái phần đầu ở phía dưới rồi nè đây là điểm cần lưu ý kế tiếp để cho cái phần đầu nó cân đối hơn. Xích đầu tiên các bạn móc bao nhiêu mũi xích thì chia đôi ra là ở đây ví dụ như của mình là 20 mũi ha, chia đôi ra là 10 mũi thì tổng số hàng móc của cái phần thân dưới nó sẽ nhiều hơn một nửa đó, tức là nhiều hơn 10 là mình có thể móc lên là 12 cho đến 15 hàng móc ha. Sau đó mình sẽ thay cái màu ở bên trên để mình làm cái phần nón. Các bạn sẽ kéo dài sợi len và cắt len. Mình hoàn tất được phần thân dưới rồi nè Đưa cho mình sợi len khác màu ra phía sau Và mình sẽ đâm kim vào cái chân của mũi dời mà mình kết thúc ở phía sau sợi len thừa nè Đây là chân của mũi dời ha, phía trước nó là chân mình móc mũi dời Phía sau nó là chân của mũi dời Đâm kim vào đó, sau đó kéo sợi len qua chân móc Móc lên một mũi móc xích và mình sẽ làm tương tự giống các hàng móc bên dưới, mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình cho đến khi mình đạt được tổng số hàng móc mà mình có nó bằng với tổng số mũi móc xích ở phía dưới ha. Và lưu ý cho mình chưa ra ba hàng móc cuối cùng để mình bo lại cái phần đầu bên trên. Thì ở đây mình đã móc lên tổng cộng là 5 hàng móc màu đỏ, còn ba hàng nữa thì tổng số hàng móc bằng với số mũi xích ban đầu. Thì ba hàng móc đó các bạn sẽ tiến hành giảm mũi ha. Ở cái hàng tăng mũi thứ ba phía dưới, mình có tăng một mũi ở cái điểm 5 chính giữa, thì lúc này các bạn sẽ móc cho mình giảm mũi ở điểm năm chính giữa ha ở đây mình có là một mũi sau đó đến hai mũi móc đơn cùng chân móc nè thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình một mũi trước sau đó hai mũi kế tiếp mình sẽ tiến hành giảm lại ha chân đầu tiên móc một mũi móc đơn chân thứ hai và chân thứ ba các bạn sẽ chụm lại cho mình hai cái chân này lại thành một mũi thay vì phía dưới mình tăng thì bây giờ mình giảm ha thì cách giảm nè để ý ở mỗi chân móc nó có hai đường móc. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào đường móc nằm bên ngoài của chân thứ hai. Sau đó mình lùi kim, đưa kim ra phía ngoài, đâm từ ngoài vào trong cái đường móc phía ngoài của chân thứ ba. Trên kim có 3 đường móc thì mình sẽ kéo len qua hai đường trên kim trước, tức là hai cái đường của hai cái chân móc đó. Sau đó mình kéo qua hai chân cuối cùng. Như vậy là hai chân phía dưới mình chậm lại được thành một mũi bên trên. Giảm được một mũi rồi ha. Các chân còn lại mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn cho đến cái đầu bên cạnh của mình. Có hai cách để xác định ha, đến cái đầu bên cạnh này nè. Các bạn có thể giống cho mình hai mũi mà mình móc vào cùng một chân móc. Thì hai mũi đó giống cho mình thẳng hàng với cái chân móc đầu tiên. Hoặc là các bạn có thể đếm cho mình số mũi móc mà mình cách giữa hai cái mũi mà mình móc vào cùng chân móc ở cái hàng thứ ba á. Hai mũi cùng chân móc nè, sau đó còn bao nhiêu mũi móc? Móc cho đến cái chân móc bên này, thì mình có thể đếm bằng ở phía bên này ha mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn sau khi đã móc được đến cái điểm thẳng hàng với hai cái mũi móc đơn mà cùng chân móc ở cái hàng thứ ba giống thẳng lên bên trên nè mình sẽ tạo một mũi chậm ở hai cái chân móc kế bên này giống như mũi chậm đầu tiên ha lần lượt đâm kim vào đường móc bên ngoài của cái chân móc kế bên nè và tiếp tục đưa kim ra ngoài đâm kim vào đường bên ngoài của chân kế tiếp được ba đường trên kim rồi nè kéo qua hai đường trước sau đó sẽ kéo qua hai đường còn lại ta được một mũi chậm thứ hai ha tức là mình đã giảm đi được hai mũi móc ở cái hàng móc này các chân còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng Sau khi móc đến cuối hàng thì đâm kim vào chân của cái mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời. Nhớ quốc lại cho mũi dời của mình nhỏ lại ha. Móc lên một mũi móc xích. Hàng giảm mũi thứ hai mình sẽ dựa vào hàng tăng mũi thứ hai bên dưới. Hàng tăng mũi thứ hai bên dưới ban đầu mình có hai chân có hai mũi móc đơn cùng chân móc thì bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình hai mũi chậm liên tiếp với nhau ha. Thì mũi chậm cũng tương tự giống như các cái mũi chậm mình tạo bên dưới nè, mình sẽ chậm lại bốn chân móc thành hai mũi tức là hai chân liên tiếp chậm lại để mình có được hai chân ha các bạn cũng đâm kim cho mình lần lượt vào hai đường móc bên ngoài của hai chân liên tiếp chân đầu tiên nè sau đó tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai kéo qua hai chân lần thứ nhất và lần thứ hai tiếp tục mũi chậm thứ hai vào hai chân kế bên ha kéo qua hai chân lần thứ nhất và lần thứ hai được hai mũi chậm liên tiếp rồi các chân còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình cho đến cái chân mũi chậm kế bên tức là ở cái phần đối diện của mình á thì phần đối diện của mình nè đây là cái chân của mũi chậm ha những bạn nào mà khó thấy mũi móc có thể đánh dấu vào chân mũi chậm này thì đây là chân mũi chậm các bạn sẽ móc cho mình chừa ra hai cái chân ở phía sau để mình chậm lại hai cái chân ở phía sau luôn móc cho đến cái chân móc ở phía ngoài này ha tức là ở đây có ba chân này móc đến chân thứ ba, đây là chân mũi chậm nè, chưa ra hai chân nữa, móc đến chân này ha. Sau khi đã móc được đến đầu còn lại thì để ý cho mình nè, đây là cái mũi chậm của cái hàng phía dưới ha. thì phía sau nó có hai cái chân móc, mình sẽ chậm lại hai cái chân móc đó thành một mũi. sau đó chân mũi chậm này và cái chân của mũi đơn phía sau thành một mũi và hai chân cuối cùng thành một mũi ha, mình sẽ có ba mũi chậm liên tiếp. Hàng thứ hai bên dưới mình có 3 chân có 2 mũi móc đơn thì bây giờ mình tạo ra 3 mũi chậm liên tiếp. Cũng lần lượt đâm kim vào hai đường móc nằm bên ngoài của hai chân ha. Tạo ra mũi chậm đầu tiên nè. Tiếp tục mũi chậm thứ hai vào chân mũi chậm và chân mũi đơn kế bên. Ta có mũi chậm thứ hai và mũi chậm thứ ba ở hai chân cuối cùng. Khi hoàn tất cho mình được 3 mũi chậm liên tiếp rồi, các chân còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn và các bạn sẽ chưa cho mình hai cái chân móc cuối cùng ha. Sau khi đã móc được đến cuối hàng móc thì ở đây cái hàng móc tăng mũi thứ hai ở bên dưới, mình có chân móc cuối cùng có hai mũi móc đơn nè. Thì bây giờ mình sẽ chụm lại hai chân móc cuối cùng thành một mũi ha. Như vậy là ở góc này mình cũng có được 3 mũi chậm liên tiếp. Kết thúc đâm kim vào chân mũi chậm đầu tiên móc một mũi dời và lên một mũi móc xích. Thì cái phần đầu của mình nó sẽ có cái độ bo lại rồi nè, cái phần nón bên trên đã bo lại rồi ha. Bây giờ mình sẽ bo thêm hàng cuối cùng nữa để mình kết hàng. Thì để bo lại nè, các bạn để ý cho mình ở cái hàng móc đầu tiên của cái phần tăng mũi phía dưới. Mình có hai mũi móc đơn vào cùng chân móc đầu tiên thì bây giờ mình sẽ tạo ra một mũi chậm cho hai chân móc liên tiếp chậm cho mình hai chân liên tiếp đầu tiên lại thành một mũi ha ta có được mũi chậm đầu tiên rồi các chân còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến ba mũi chậm bên này sau khi đã móc cho mình được đến ba cái mũi chậm liên tiếp ở đầu còn lại nè thì khác với các cái mũi chậm phía dưới ở cái hàng móc tăng mũi đầu tiên của cái phần đầu này nè mình có ba mũi móc đơn vào cùng chân móc thì bây giờ mình sẽ chậm ba cái mũi chậm liên tiếp này lại ha lần lượt đâm kim cho mình vào ba đường nè đường thứ nhất của mũi chậm thứ nhất đường bên ngoài thứ hai của mũi chậm thứ hai và đường thứ ba của mũi chậm thứ ba sau đó mình kéo qua ba cái đường đó trước kéo lên qua ba đường trước nè sau đó tiếp tục kéo qua hai đường trên kim như vậy là ta đã có được mũi chậm 3 mũi ha Các chân còn lại mỗi chân làm một mũi móc đơn và móc cho mình cho đến cuối hàng Sau khi móc đến cuối hàng thì chân cuối cùng cũng móc một mũi móc đơn Và kết thúc đâm kim vào chân mũi chậm đầu tiên móc một mũi dời Móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó kéo và cắt len các bạn nhớ vuốt lại cho mũi giờ của mình nhỏ lại ha. Khi cắt len thì cắt một đoạn len vừa đủ dài để mình khâu lại cái phần đầu này. Trước khi khâu để hoàn tất được cái phần nón bên trên, các bạn nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong. Thì cái phần gòn các bạn nhồi một lượng gòn vừa phải thôi để cho cái phần đầu nó có cái độ hơi xẹp ha. Sau đó mình sẽ xỏ cái sợi len dài vào trong kim khâu Các bạn sẽ khâu lần lượt liên tiếp cho mình ở hai đường móc bên ngoài của hai chân đối diện với nhau. Đây, đây là cái điểm đầu tiên nè, thì đâm kim vào đường bên ngoài của cái chân kế bên nè. Mình khâu được một điểm nè. Tiếp tục đưa kim về vị trí cũ. Đâm kim vào đường móc bên ngoài của chân kế tiếp. Và đường móc bên ngoài của cái chân đối diện với nó, tức là hai chân móc song song và đối diện với nhau ha. Kéo lên nè. Các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến hết. Đây, đường móc bên ngoài của chân này và đường móc bên ngoài của chân kế tiếp nè. Kéo. Mình sẽ khâu thương tự cho đến hết ha. Sau khi đã hoàn tất được cái phần đầu bên trên rồi nè, thì mình sẽ hoàn tất được một cái đầu của âm thần tài như thế này. Bây giờ mình sẽ móc hai đồng tiền ở hai bên cũng như là cái phần đầu nón ha. Phần đồng tiền bên hông các bạn tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên một mũi móc xích và móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 8 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Móc đơn thứ bảy và móc đơn thứ 8. Nắm sợi lên ngắn guốt lại cho vòng tròn nhỏ lại. Đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Vòng đầu tiên có 8 mũi móc đơn tạo ra 8 chân cho vòng móc thứ hai. Vòng thứ hai mỗi chân móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân đầu tiên sẽ là chân ta vừa móc mũi giờ kết thúc vòng đầu tiên. Móc vào chân đầu tiên hai mũi móc đơn cùng chân móc sau đó làm tương tự cho 7 chân còn lại mỗi chân cứ móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc chân thứ 8 cũng móc 2 mũi móc đơn sau khi hoàn tất được vòng thứ hai ta sẽ có tổng cộng là 16 mũi móc đơn kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích Như vậy là cái phần đồng tiền của mình nó đã có cái độ rộng ra rồi nè Những bạn nào mà muốn rộng hơn thì các bạn có thể làm theo công thức theo vòng thứ ba như sau Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn Chân thứ hai sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc Như vậy là ở đây mình sẽ có được cụm móc như thế này ha Một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng Ta sẽ có được tổng cộng là 8 cụm như thế này ha Một móc đơn nè Sau đó là hai móc đơn cùng chân móc ta sẽ được cụm thứ hai. Cụm thứ 8 sẽ nằm ở hai chân móc cuối cùng ha. Một móc đơn, sau đó là hai móc đơn cùng chân móc. Như vậy là khi kết thúc vòng mình sẽ có tổng cộng là 8 cái cụm móc như thế này. Ta tăng được 8 mũi cho vòng móc thứ ba ha. Tiếp tục kết thúc vòng nè, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Đối với cái phần thân túi này mình sẽ dừng lại ở ba hàng móc tăng mũi cho cái phần đồng tiền này ha. Những bạn nào mà muốn tăng thêm mũi các bạn sẽ tăng tịnh tiến cho mình số mũi móc đơn lẻ lên một mũi cho từng hàng móc. Lúc cắt len thì các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài để mình sử dụng đoạn len này mình khâu vào trong phần đầu ha. Các bạn sẽ làm cho mình cái đồng tiền này với hai mặt nè. Hai mặt này mình sẽ chập đôi lại. Và mình sẽ nẹp lại bằng mũi dời ha. Đưa sợi len màu vàng ra phía sau, các bạn có thể đâm kim cho mình vào hai chân móc tương ứng với nhau nè đâm kim vào chân của mũi dời kết thúc mặt đầu tiên và mặt thứ hai đưa sợi len màu vàng ra phía sau kéo sợi len qua chân móc lần lượt móc các cái mũi dời cho các cái chân móc liên tiếp với nhau nè hai chân móc móc vào một mũi dời sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho đến hết vòng Cứ lần lượt đâm kim vào hai chân móc song song và liên tiếp với nhau, móc vào mũi dời ha. Hoàn tất đến cuối vòng thì các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài để mình tạo cái họa tiết ha. mình sẽ dùng mặt phải của hàng mũi dời làm mặt phải của đồng tiền luôn sau đó các bạn sẽ tạo cho mình bốn cái đường nằm thẳng tạo ra cái họa tiết đồng tiền như thế này ha cho cái họa tiết của mình nè sau đó làm một bên tương tự như vậy bây giờ mình sẽ móc phần đỉnh nón ha thì phần đỉnh nón cách móc tương tự giống như là cái phần thân túi chỉ khác là cái số xích đầu tiên các bạn chỉ móc cho mình một phần tư so với cái phần thân túi thôi sau đó móc lên thêm nhiều hàng móc cho nó có được cái độ cao như thế này lưu ý cho mình khi khâu nè Lúc này mình sẽ có hai mặt thì các bạn sẽ khâu cho mình một mặt ở cái hàng móc đầu tiên của cái phần nón Mặt còn lại là ở hàng móc đối diện ha Đây mình sẽ khâu từ cái chân móc tương ứng với nhau nè Khâu cho mình hết một mặt này sau đó mình sẽ chuyển sang mặt sau và mình cũng khâu tương tự Đối với hai đồng tiền thì cách khâu cũng tương tự giống như là cách khâu cái phần đỉnh nón bên trên còn phần đỉnh nón thì sử dụng màu vàng và trang trí cho mình thêm những họa tiết cho phần đỉnh nón thêm điểm nhấn ha các bạn sẽ móc cho mình thêm một sợi dây móc xích sau đó mình dùng keo và mình đính cố định hoặc là các bạn cũng có thể dùng kim khâu cũng được mình đính cố định ở chính giữa hai màu nè nó sẽ nổi và đẹp hơn cho cái phần nón của mình ha sau đó trang trí cho mình hai mắt cũng như là miệng tiếp theo thì các bạn sẽ đính cho mình cái phần đầu này lên trên thân túi các bạn sẽ đính cho mình à dùng keo nến hoặc là kim khâu cũng được Mình sẽ đính khoảng tầm 3 phần 4 so với tổng chiều cao của phần đầu nè Các bạn sẽ đính chắc chắn như thế này ha, sử dụng keo thì nó sẽ chắc hơn Sau đó mình sẽ may thêm một hạt nút ở bên đối diện với cái phần mà mình tạo khoảng trống cây nút á Đây, mình sẽ nhét cái phụ kiện vào bên trong ha, sau đó khóa lại như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu túi đựng bao lì xì với họa tiết ông thần tài xinh xắn như thế này. Mẫu này thì các bạn cũng có thể tăng giảm size để mình để nhiều phụ kiện khác nhau, ngoài bao lì xì ra có thể để điện thoại ha. Hoặc là các bạn cũng có thể trang trí cho mình thêm một đồng tiền nhỏ ở phía trước giúp cho phần thân túi của mình thêm xinh xắn hơn. Khi thực hiện mà không hiểu ở điểm nào thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha. Chúc các bạn móc thành công!